Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày nay mình sẽ lại tiếp tục quay video cập nhật cho anh em cái phiên bản mới nhất của con game Soulcalibur phiên bản mod. Cái phiên bản này mình cập nhật cho anh em thì nó sẽ là phiên bản 3.2.2. Về bản tải thì chúng ta có hai bản, giống như những cái bản cập nhật lần trước, đó là có bản tải V1 và bản tải V2. Và lần này thì chúng ta có những tính năng như nào, mod như nào thì sau đây anh em sẽ cùng vào tìm hiểu với mình nhá. Và trước khi tìm hiểu thì anh em xem video này của mình thì hay, anh em like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Với bản V1 lần này của chúng ta thì chúng ta có những tính năng như là vô hạn đá quý, vô hạn nguyên liệu, hạt giống vật phẩm, vô hạn chứng phục sinh, hay là mở khóa toàn bộ nhân vật, trang phục, hay là mở khóa toàn bộ kỹ năng, toàn bộ thú cưng, hay là vũ khí, toàn bộ các plot trong vườn. Nói chung là cũng giống y xì như là bản cập nhật lần trước 3.2.0. Và còn về bản V2, bản tải V2 thì chúng ta có tính năng như là bao gồm tất cả các tính năng của bản V1. Đó, đấy là thứ nhất. Và cái thứ hai đó là chúng ta có hồi chiếu nhanh nhá. Rất là tiếc bản này chúng ta lại không có vô hạn mana. Đó, rất là tiếc. Có vô hạn mana thì chúng ta sử dụng skill nó được ok hơn, liên tục luôn. Đấy, nhưng không sao cả, có hồi chiếu nhanh thì cũng tạm ổn rồi. Về cách thức tải thì nó cũng như những cái lần trước mà mình hướng dẫn anh em nhá. Đó, anh em cứ vào download bình thường thôi. Đấy, chúng ta có V1 và V2 thì mình cũng khuyên anh em là lên chọn V2, bởi vì V2 nó toàn diện hơn mà nhá. Cái này thì mình đã tải rồi cho nên là mình không tải nữa. Mình sẽ gắn link tải ở phần mô tả anh em nhé. Anh em cứ click xuống đấy để lấy đường link của mình nhé. Nó sẽ đưa anh em trực tiếp vào khu vực này luôn. Khu vực này luôn. Anh em chỉ việc click tải là anh em sẽ tải về luôn, chứ không phải trải qua những cái bước ở phía bên ngoài nữa nhé. Rất là đơn giản thôi. Mình đã tải rồi. Và bây giờ mình sẽ vào đây. Chỗ tệp anh em tải xuống rồi này, anh em cài đặt nhé. Hoặc anh em có thể sau khi anh em tải xong, anh em có thể cài đặt trực tiếp ở trong đấy luôn cũng được, không sao cả. Đó, anh em nhấp vào tìm. Anh em nhớ là giữ nguyên cái bản phiên bản cũ nhá. Để anh em cập nhật xong đã rồi anh em mới có thể xóa đi. Không là anh em xóa đi có rất có thể là anh em sẽ bị mất cái dữ liệu của bản cũ đấy. Đây, 3.2.2. Anh em cài đặt thôi. Rất là nhẹ anh em ạ. Rồi, đã xong. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em nhé. Anh em muốn mình làm mod về con game gì thì anh em có thể comment phía dưới nhá. Mình sẽ mod mình sẽ làm video mod về những cái con game đấy cho anh em. Rồi, đến đây thì anh em vẫn như cũ, anh em ấn hình đám mây giúp mình để cập nhật cái dữ liệu cũ vào bản cập nhật mới này. Đã thành công. Chúng ta start nhá, vào game. Và với cái bản cập nhật mới lần này thì anh em sẽ được cập nhật thêm hai cái bộ trang phục mới nhá. Đầu tiên đến với nhân vật này thì chúng ta sẽ có thêm một bộ trang phục là King Triton. Mình sẽ gọi là review cho anh em sơ qua về cái bộ kỹ năng của cái bộ trang phục này nhá. Kỹ năng đầu tiên thì anh em sẽ gọi là tạo ra một cái quả cầu phía bên ngoài, kiểu hình quả cầu nước ấy. Đó, một cái quả cầu nước với cái màu nó tương đồng với cái kiểu như là màu của cái bộ trang phục đấy luôn. Nói chung là cũng đẹp, chứ không phải đẹp, cũng đẹp thôi. Và về kỹ năng thứ hai thì anh em sẽ đấy triệu hồi ra một cái vị thần phía trên đỉnh đầu. Nó như kiểu là một vị hải thần, đấy cầm một thanh mâu. Và khi tấn công thì sẽ chém một cái luồng sóng về phía đằng trước. Nó trông rất là hùng dũng luôn. Ngầu không? Rất là ngầu luôn. Đó, trông rất là chất.
Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái lăng thứ 3 nhá. Với cái lăng thứ 3 thì anh em sẽ triệu hồi ra một cái con cá mập. Đó, đúng chất là một vị vua biển cả. Điều khiển một con cá mập và tấn công kẻ thù. Đấy, rất là ngầu. Rất là chất luôn anh em ạ, thực sự là chất luôn. Một bộ trang phục rất là chất lượng. Đó. Đây, đến với bộ trang phục thứ hai thì sẽ có là bộ trang phục Lưu Moon Trăng Non. Với kỹ năng thì đây, mình sẽ review sơ qua. Bộ trang phục này thì mình cũng không rõ kỹ năng của nhân vật này cho lắm. Đây, anh em sẽ triệu hồi ra một cái hình mặt trăng phía trên đỉnh đầu của mục tiêu. Và phía dưới cơ thể của mục tiêu thì sẽ có một cái hình mặt trăng khác. Và nó sẽ gây đam liên tục luôn. Cái này mình cũng không rõ về bộ kỹ năng này lắm. Thì anh em hãy tự tìm hiểu giúp mình nhá. Mình review thì nó sẽ rất là thiếu sót nhiều cái. Anh em có thể thông cảm giúp mình nhá. Ok, chúng ta cùng đến với kỹ năng thứ hai. Kỹ năng thứ hai thì anh em sẽ triệu hồi một cái quả thiên thạch tấn công kẻ thù. Một cái quả thiên thạch nó màu kiểu như là màu xanh. Đấy, nhìn kiểu rất hắc ám. Đấy, đẹp không anh em? Rất là đẹp. Rất là phê. Về kỹ năng thứ 3 thì mình sẽ không review nhá. Bởi vì mình không rõ cũng không hiểu về cái kỹ năng thứ 3 của nhân vật này nó là như thế nào. Đấy, anh em chơi thì hãy tự tìm hiểu giúp mình nhá. Cái link tải game mình sẽ gắn phần mô tả nhá. Anh em nào tải thì click vào đó thì sẽ có link ở đấy. Anh em hãy lấy đường link đó để vào tải game nhá. Rồi, thì có lẽ là video của mình đến đây là kết thúc anh em nhá. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của mình.